又不来哎，又我呀。Mà xóm tuốt ở trong là khoảng 8-9 gia đình vậy. Còn ngoài này khoảng 5 gia đình. Nhưng mà đám ở trong thì nghèo hơn, không có đất, không có ruộng. Ở đây mà có chiếc flycam bay đẹp lắm. Thấy nguyên cái làng nó nằm giữa ruộng. Đây bà con ta làm nghề chẻ đá. Đường này là đường đi ra Tân Tiến, đi qua bên Thoại Sơn luôn. Đường này chạy thẳng vô là cái kho thuốc nổ giống. Lấy rau đi. Đi đâu thôi. Thấy nhà thì anh. Đi leo đi đủ. Ông tìm cách ông lấy coi ông. Đây nè, bứt cái này cho nó dễ. Bứt cái hoài nó ra. Đợi bà sao? Cái ở trên dễ không lấy đâu, lấy bươi lấy cái ở dưới. Trời ơi trời. Đây nè, một đống ở đây nè. Nè, bứt cái hoài này ra cho bà luôn đi. Cái dễ không làm, làm ba cái khó không, bởi vì nghèo khổ hoài. Được chưa? Đi hết rồi hả? Vậy đi à. Đều đủ rồi, người ta bào nó làm gỏi ăn rồi. Bóp gỏi kiếm mua mớ tép về làm gỏi ăn rồi. Trẻ nè bà con. Hả? Lấy sức người làm không mà trời. Mình cục đá này cũng cả tấn á. Có rau kìa, lấy rau ăn không? Người ta trẻ đá. Đất này cục đá. Cái cây này vô rồi tao mới đục nó từ từ nó nứt ra. Con lấy rau ăn không? Cho rau ở đằng xe kìa, muốn ăn thì lấy.
con ở đây là người ta sống nghề làm đá, ta chẻ đá. Ta nêm mấy cái nêm này vô rồi cái người ta đóng như nè thôi, cái nó nứt. Lúc mà nó chưa có nứt á, nó nghe tiếng bong 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 bong, mà tới mà khi người ta đục mà nó nứt nghe bẹt bẹt kẹt, biết nó nứt rồi. Ngày con làm được mấy cây? 20 cây hả? Cây được nhiêu? Cây 10.000 nữa. Hai vợ chồng 30 cây thì được 40-50 cây, cũng 400-500 ngàn cũng êm đó. Nó hơi cực chút không? Ừ, nó hơi nặng chút. Với còn tiền dụng cụ, tiền lưỡi cưa gì nữa, trừ qua nó ra nữa. Giờ xài máy cưa mà. Hồi trước là người ta đục từng cái, còn giờ là ra xài lưỡi cưa. Giờ làm có máy cưa cũng êm chứ hồi xưa tôi lại coi toàn là đục từng lỗ. Ở đây là bến đá Cô Tô. Hỏi nãy hai vợ chồng làm được 40-50 cây, cây 10.000 cũng êm chứ. Ngày nếu mà có sức khỏe cũng được làm cũng 400-500 ngàn. 400-500 ngàn ở dưới quê là dư rồi. Mà làm cái này hơi cực. Bởi cái kiểu mà máy mà nó cưa đá đó mà không bảo vệ cái tay làm riết là chắc điếc luôn á. Mình không quen, mình lại gần á, cái máy nó cưa đá nó nghe chắc lỗ tai lắm. Mấy chiếc xà lan nó vô lấy đá.